top 10 quốc gia yêu bóng đá nhất thế giới. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi video của Ánh Sao Vàng. Chúc quý vị một ngày tràn ngập niềm vui. Quý khán giả thân mến, bóng đá là môn thể thao vua, nhưng không phải ai cũng yêu bóng đá. Tình yêu bóng đá mang mọi người đến gần nhau hơn, đoàn kết và trở thành biểu tượng cho sức mạnh thể thao của mỗi quốc gia. Và tình yêu ấy đã trở thành sức mạnh tiếp bước các cầu thủ, tạo nên những kỳ tích đáng nể trên sân cỏ. Tất nhiên, theo bình chọn của nhiều trang mạng trên thế giới, các đội bóng lớn của thế giới từng lọt vào World Cup và các giải vô địch bóng đá lớn của các châu lục, châu Âu, châu Mỹ và các câu lạc bộ luôn thu hút fan hâm mộ đông đảo nhất. Thế nhưng, một điều rất đáng ngạc nhiên và tự hào rằng trong danh sách này còn có các nước có đội tuyển đến từ châu Á và thậm chí là Đông Nam Á, nơi luôn bị coi là vùng trũng của bóng đá thế giới. Hãy theo dõi và đoán xem đâu sẽ là quốc gia yêu bóng đá nhất thế giới nhé! 10. Trung Quốc. Đứng ở vị trí thứ 10 là Trung Quốc, được biết đến là một nền thể thao phát triển. Nói chính xác hơn, họ là một cường quốc về thể thao. Tình yêu bóng đá đến với họ như một lẽ tất nhiên. Một kế hoạch chi tiết với 50 điểm nhấn chính đã được Chủ tịch Tập Cận Bình triển khai có tiêu đề Chương trình Cải cách và Phát triển bóng đá Trung Quốc, với các dự án và mục tiêu đầu tư cụ thể thể hiện sự ủng hộ đối với đất nước, ủng hộ bóng đá. Là quốc gia đông dân nhất thế giới, Trung Quốc luôn chiếm tỷ lệ khán đài rất cao trong các trận đấu và trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá thế giới. Giải bóng đá quốc gia Trung Quốc ngày càng lớn mạnh và tình yêu bóng đá của người hâm mộ mỗi năm một lớn hơn. 9. Nhật Bản. Mặc dù ở Nhật Bản, bóng chày phổ biến hơn bóng đá, nhưng từ năm 1993, khi người Nhật đầu tư vào các câu lạc bộ, các huấn luyện viên tài năng và các ngôi sao bóng đá nổi tiếng đã bắt đầu một ngành công nghiệp. Sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp và phát triển nhanh chóng cho đến ngày nay. Sau mỗi trận thắng, một bữa tiệc ăn mừng do người hâm mộ bóng đá Nhật Bản tổ chức là không thể thiếu. Tại sân vận động ở tỉnh Saitama, hơn 4.000 người dân hâm mộ đã nhảy múa và cổ vũ đến sáng. Và tại quận Shibuya, trung tâm Tokyo, một số cổ động viên đã bày tỏ sự vui mừng bằng cách trèo lên cột điện để cổ vũ. Khi Nhật Bản giành quyền đi tiếp sau vòng bảng World Cup 2010, một hành động đẹp cho tình yêu. Yêu bóng đá xứ sở mặt trời mọc là hình ảnh người hâm mộ nán lại, nhặt từng mẩu rác nhỏ trên khán đài sân Arena Pernambuco ở Recife tại World Cup 2014, khiến cả thế giới ngưỡng mộ. 8. Pháp. Nhìn lại những thành tích mà bóng đá Pháp đạt được trong những năm qua, có thể thấy bóng đá là môn thể thao không thể thiếu đối với người dân nơi đây. Đối với những chiến thắng, các cổ động viên sẽ tổ chức một bài hát trên đường trở về từ sân vận động như một cách để bày tỏ niềm vui của họ. Đó có thể là bài hát mang tính biểu tượng của câu lạc bộ hoặc cũng có thể chỉ là sướng tên cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Có lẽ chúng ta vẫn chưa quên khoảnh khắc Paris bùng nổ khi PSG đại chiến trước Chelsea vào tháng 2 năm 2016. Người ta say sưa kể về những câu chuyện bóng đá trong các quán rượu, quán cà phê trên những con phố quanh khuôn viên công viên. Lần đầu tiên sau nhiều năm, những con đường dẫn đến công viên các hoàng tử lại bị đóng cửa. Trong một thời gian dài như vậy, quả thực bóng đá đã tạo nên điều chưa từng có trong lịch sử của thành phố hoa lệ này. 7. Argentina. Với Argentina, bóng đá không chỉ là một môn thể thao, nó còn là một phần của cuộc sống, cũng như hít thở không khí và ăn uống. Đối với một người đàn ông ở đất nước này, có 3 điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh ta: phụ nữ, thức ăn và bóng đá. Nhưng trong những ngày diễn ra các trận đấu bóng đá, thứ tự này đã được trao đổi: bóng đá, thực phẩm và phụ nữ. Trẻ em Argentina chơi bóng khi còn rất nhỏ. Các cuộc thi có thể diễn ra ở mọi nơi, mọi lúc, ngoài quảng trường, trên đường phố hay trong sân trường. Đây cũng là đất nước đóng góp nhiều tài năng cho sân cỏ thế giới như các tượng đài bóng đá Lionel Messi, Andres Alessandro Nicolas, Arnaldo Ariel Ortega. 6. Ý. Ở Ý, một đất nước của những tỷ phùng địch thủ, tình yêu bóng đá đôi khi là yếu tố thống nhất mạnh mẽ nhất. Với người Ý, ngày Chủ nhật của họ bắt đầu bằng việc đi nhà thờ, sau đó là bữa trưa thân mật cùng gia đình, sau đó đến sân vận động hoặc ngồi nhà dán mắt vào màn hình TV xem các trận đấu. Trận bóng đá, người ta sẽ không còn bàn cãi về tình yêu bóng đá của đất nước này khi chứng kiến các cầu thủ chiến đấu và cổ vũ nhau trong bối cảnh mỗi người trên sân với nỗi ám ảnh về án tù treo lơ lửng trên đầu.
Quá khứ nửa vời vẫn chưa thể quên khi nhìn hình ảnh của những người dân Leopolis vẫn gào thét khàn cổ trên San Paolo, trong khi bên ngoài tiếng súng, những cuộc thanh trừng của các băng nhóm Camorra vẫn vang lên đều đặn và rác thải vẫn chất đống trong các con hẻm, trong một cuộc sống khó khăn và bất trắc. 5. Việt Nam. Các bạn không nghe nhầm đâu, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng những quốc gia yêu bóng đá nhất thế giới. So với các quốc gia có nền bóng đá phát triển, đây là một thứ hạng khá cao, là một quốc gia nhỏ bé trên bản đồ bóng đá thế giới và chưa có nhiều thành tích vang dội trên sân cỏ. Nhưng tình yêu bóng đá của người Việt Nam luôn khiến bạn bè thế giới ngưỡng mộ. Chiến thắng gần đây nhất của U23 Việt Nam dường như chưa đủ để nói lên tất cả tâm huyết và tấm chân tình của hơn 90 triệu người dân Việt Nam dành cho bóng đá. Nhiều người hâm mộ thế giới choáng ngợp trước màn ăn mừng hoành tráng trong ngày U23 Việt Nam giành ngôi vô địch SEA Games 31. Tình yêu bóng đá của Việt Nam đã thực sự lan tỏa và vượt ra khỏi biên giới để trở thành điều mà chúng ta vẫn tự hào cho đến ngày hôm nay và trong tương lai. Quả thật, với người Việt thì dường như không có một môn thể thao nào giành được sự quan tâm như bóng đá và hiếm có một sự kiện nào gợi nên trong lòng công chúng những tình cảm đặc biệt như những trận bóng vừa qua của đội tuyển Việt Nam. Trong suốt kỳ SEA Games vừa qua, mỗi trận đấu dù có đội tuyển nước nhà hay không đều thu hút hàng chục nghìn cổ động viên cuồng nhiệt đến cổ vũ. Họ sẵn sàng xếp hàng xuyên đêm mang theo chăn chiếu đến nơi bán vé để chờ đến lượt. Họ nhanh chóng sắp xếp công việc để kịp giờ theo dõi và cổ vũ các cầu thủ. Họ ngồi bên nhau trò chuyện, bình luận, hò hét say mê theo từng đường bóng, từng bước chạy. Suốt cả trận đấu, những người hâm mộ luôn mang trong mình cảm xúc thăng trầm thấp thỏm rồi đến vui sướng vỡ òa trong giây phút chiến thắng. Nước mắt nụ cười hòa vào nhau, từ Bắc vào Nam, tất cả trái tim cùng chung nhịp đập, chung niềm vui đại thắng. Sau mỗi chiến thắng của Việt Nam, dòng người đổ ra đường chật cứng với cờ đỏ sao vàng cùng tiếng reo hò, niềm vui vỡ tung không gì diễn tả được. 4. Anh. Đội tuyển quốc gia Anh có thể đã thất bại trong nhiều năm, nhưng điều đó không ngăn cản được quốc gia cuồng nhiệt của bóng đá ủng hộ đội bóng của họ đến với các giải đấu. Sức hút từ các trận đấu của giải ngoại hạng Anh chưa bao giờ hạ nhiệt là minh chứng rõ nét cho tình yêu bóng đá của cả nước. Hãy nhìn cách người Anh ủng hộ bóng đá để thấy rằng họ yêu bóng đá đến như nào. Đội quân cổ động viên của tuyển Anh sẽ có tiếng nói mạnh mẽ trong các mùa giải. Sau khi trang trí sân vận động bằng lá cờ tượng trưng cho vị thánh bảo trợ, người hâm mộ sẽ có những màn trình diễn đặc biệt với quốc ca trước khi cổ vũ hết mình cho đất nước của họ và hát Rose Britannia, một ban nhạc kèn đồng hỗ trợ. 3. Tây Ban Nha. Các cuộc diễu hành và ăn mừng luôn là một phần không thể thiếu trong các ngày hội bóng đá của Tây Ban Nha. Đó là khoảnh khắc hàng vạn người hâm mộ hòa vào dòng chảy. Họ nhảy múa và cổ vũ với nhau biết bao sắc màu, âm thanh sống động và cảm xúc tuyệt vời. Đất nước nằm trên bán đảo Iberia này luôn nằm trong top 20 trên bảng xếp hạng của FIFA. Cùng với những khán đài rộng lớn có sức chứa lên tới 100.000 chỗ ngồi, những tiếng hò reo cổ vũ khẳng định truyền thống và tình yêu bóng đá của đất nước này là cuồng nhiệt đến nhường nào. 2. Đức. Tháng 7 năm 2014, khi đội tuyển Đức ngồi trên ngai vàng World Cup, niềm vui của người dân Đức lan tỏa hơn bao giờ hết. Trở về nước sau khi giành chức vô địch thế giới trên đất Brazil, các thành viên của đội tuyển Đức được chào đón nồng nhiệt như những người hùng. Ở Đức, bóng đá luôn được nhắc đến nếu không có sự hiện diện của bia. Trên các chuyến xe điện đến các sân vận động trước giờ bóng lăn, hầu như người hâm mộ nào cũng cầm trên tay một cốc bia, bất kể là nam hay nữ. Chính tình yêu bóng đá của người hâm mộ đã góp phần làm nên thành tích đáng nể trên sân cỏ của đội tuyển Đức. 1. Brazil. Và vị trí quán quân thuộc về đất nước Brazil. Nếu ai đã từng đặt chân đến Brazil một lần sẽ thấy người Brazil yêu bóng đá đến phát cuồng. Người hâm mộ bóng đá thế giới vô cùng kinh ngạc khi Rogério de Carvalho nhuộm hết xanh thắm áo cờ của câu lạc bộ Fluminense, hay câu chuyện về chàng trai Carlos Eduardo Araújo sơn lại toàn bộ vật dụng cá nhân, nhà cửa và chiếc xe của anh thành hai màu đen và đỏ, màu cờ của Flamengo. Người Brazil luôn tự hiểu rằng bóng đá là một tôn giáo và tôn giáo là bất khả xâm phạm. Brazil là nhà vô địch số 1 của World Cup với 5 lần đăng quang vào các năm 1958, 1962, 1970, 1994 và 2002.
và có lẽ ai cũng ước mình có mặt ở Brazil trong những thời khắc ấy để chứng kiến sự bùng nổ từ đất nước yêu bóng đá này. Trong bảng xếp hạng này, ngoài những cái tên khá quen thuộc, chúng ta tự hào khi được xướng tên ở vị trí thứ 5. Mặc dù chỉ là một đất nước nhỏ bé trên bản đồ bóng đá thế giới, nhưng tình yêu quả bóng tròn của người Việt Nam lại vượt rất xa biên giới, được bạn bè quốc tế rất thán phục. Sự điên đảo của các cổ động viên trên đường phố Việt Nam vào những ngày diễn ra U23 châu Á, ASEAN, AFF Cup, AFC Cup và mới nhất là SEA Games 31 cho thấy tình yêu bóng đá của người Việt cũng không thua kém bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Hãy chia sẻ cảm nhận và góp ý của bạn xuống bên dưới phần bình luận. Và video đến đây là kết thúc. Nếu quý khán giả thấy hay và ý nghĩa, nhớ tặng admin một like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.